Em hôm nay sẽ lên và test cho anh em một cặp loa bass 30 rẻ nhất, hay nhất, tiếng ca sáng nhất anh em nhé. Nếu cặp này so với giá thành thì chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời và đỉnh luôn. Đấy. Không có một loại loa nào mà trên thị trường khẳng định luôn với tầm giá nó có thể hay hơn cặp loa này. Cặp loa này anh em cứ ráp loa full hoặc ráp loa kéo cho em, tiếng của nó rất hay, kể cả làm sự kiện các bác nhé. Thì hôm nay em đang đấu đối trực tiếp đây, đánh thẳng từ đẩy vào, từ đẩy vào bát luôn để cho anh em nghe chất âm. Củ bát 40 từ 190 con 76, hàng này thì mang thương hiệu là Martin, từ 190 con 76 bát 40 xương nhôm đúc, gân vải thẩm dầu 2 gân, bát 40 côn 76 đẹp chưa? Các bác nhìn đường keo mũi chỉ rất là đẹp luôn. Bát 40 từ 190 con 76. Ngày hôm nay em sẽ test cho tất cả các bác cùng nghe. Dòng này thì các anh em cứ nắp cho em vào loa full. Đấy. Tiếng của nó rất là hay so với giá thành luôn. Nếu mà để nói so sánh với cái phân khúc cao cấp thì em không nói làm gì, nhưng so sánh với cái phân khúc giá thì nó là cực kỳ đỉnh luôn. Đây, mở bài nhạc mạng các bác nhé. Biết ai đâu hẹn hò, lòng người hay đắn đo, đời đã ban cho bàn đường là tay súng, mến yêu tôi thủy chung. Đánh trận trăm miền, miền xa thân xa, có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Vừa rồi các bác được nghe một đoạn nhạc nhá. Thì cái đoạn này thì nếu để nói nó ra lời thì các bác đang nghe được lời rất là sáng này. Và khi mà cái độ màng nó thụt ra thụt vào thì nghe trống nó rất là êm này. Đấy các bác nhá. Thế nên là tại sao lại khẳng định là loa này rất là hay và giá thành rất tốt luôn. Trống nó rất là êm và ca rất là sáng. Anh em sử dụng đôi 40 mang thương hiệu Martin này có giá là 1,7 triệu một đôi, được bao ship toàn quốc và nhận hàng kiểm tra thanh toán. Anh em có nhu cầu đến đôi bát loại bát 40 nắp full, nắp loa kéo, tiếng cực kỳ hay. Anh em có nhu cầu nhập số lượng, anh liên hệ trực tiếp cho em, giá thành rất là êm luôn. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.